Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, quay trở lại thời loạn lạc Tam Quốc, người ta vẫn luôn cho rằng Gia Cát Lượng chính là nhà quân sư tài năng bậc nhất thời bấy giờ. Thế nhưng sự thật thì chưa chắc đâu nhé, bởi nếu xét toàn diện thì Gia Cát Lượng còn thua kém vị quân sư bên nhà Ngụy, Tư Mã Ý một thứ. Và cũng chính điều này đã trực tiếp đẩy con cháu nhà họ Gia Cát tới con đường diệt vong. Quý vị có biết nó là gì hay không? Để có câu trả lời chính xác nhất thì hãy cùng lịch sử Trung Quốc đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Như quý vị đã biết thì trong thời kỳ Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng của Thục Hán và Tư Mã Ý của Tào Ngụy thường được nhắc đến là một cặp đối thủ ngang tài ngang sức, không ai kém ai. Nếu như Gia Cát Lượng nổi bật và khả năng cầm quân đoán biết trước được nước đi của đối phương thì quý vị thấy đấy, Tư Mã Ý lại nổi danh bởi sự kiên nhẫn đến tột độ, không hề lung lay ý chí. Xét trên phương diện cầm quân, hai nhân vật này được người đời sau đánh giá là khá ngang bằng. Nhưng trong bối cảnh cục diện Tam Quốc dần trôi vào giai đoạn cuối, hậu duệ của Tư Mã Ý ngày càng lấn lướt, lật đổ cả hoàng đế Tào Ngụy, còn hậu duệ của Gia Cát Lượng chỉ là tướng lĩnh dưới quyền hậu chủ Lưu Thiện, con trai Lưu Bị thôi, quý vị ạ. Trước tiên, chúng ta phải nói tới sự khác biệt trong cách dạy con của hai nhân vật này. Theo các chuyên gia lịch sử, xét trên khía cạnh này, Khổng Minh Gia Cát Lượng lép vế hơn hẳn vì sớm gặp phải bạo bệnh mà qua đời. Khi chiến dịch Bắc Phạt vẫn còn dang dở, ngược lại, Tư Mã Ý lại là một trong những người sống thọ bậc nhất thời Tam Quốc khi ông sống thọ tới 73 tuổi cơ, quý vị ơi. Mặc dù nhiều người cho rằng luận bàn về năng lực, Tư Mã Ý với Gia Cát Lượng vốn là hai nhân vật bất phân cao thấp, nhưng trên thực tế, Khổng Minh lúc sinh thời có hai phương diện không thể bì kịp đối thủ họ Tư Mã của mình. Việc thứ nhất chính là vấn đề tuổi tác, bởi sự thực là Gia Cát Lượng qua đời trước Tư Mã Ý. Con trai Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm, sau này chỉ là tướng nhà Thục Hán, không có đóng góp gì đáng kể. Sau này, Gia Cát Chiêm thống lĩnh quân Thục chặn quân Tào Ngụy do Trung Hội và Đặng Ngải chỉ huy nhưng thất bại. Gia Cát Chiêm tử trận, cơ đồ nhà Thục Hán từ đây cũng chấm dứt, quý vị ạ. Trong khi đó, hai con trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu đều là người được rèn luyện từ bé. Sau, một người là đại tướng nhà Ngụy, người kia ép hoàng đế nhà Ngụy phong mình làm Tấn Vương, nắm giữ quyền lực suốt một thời gian dài. Theo các chuyên gia lịch sử, vấn đề thứ hai nằm ở cách giáo dục con cái. Gia Cát Lượng vốn nổi danh là một bậc trung thần, vậy nên cách giáo dục con cái phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi đạo đức quân thần. Nhà Thục khi đó lãnh đạo bởi hậu chủ Lưu Thiện vốn không có tài cán gì, lại suốt một giai đoạn dài được Gia Cát Lượng thay mặt chấp chính đấy, quý vị ạ. Đến khi Gia Cát Lượng qua đời, Gia Cát Chiêm không hề có ý định vươn lên nắm lấy quyền lực bỏ trống mà có phần an phận, cho rằng đó là lẽ thường. Ngược lại với cách dạy con của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý năm xưa từng nhiều lần đưa các con tham gia chiến trận cùng mình. Khi các con nóng vội mà hấp tấp, Tư Mã Ý lại là người biết kìm lại, hướng các con vươn tầm nhìn đến đại cục. Tiếp theo, phải kể đến thời kỳ mà hậu duệ nhà Tư Mã Ý khuynh đảo thiên hạ. Có cha và anh là đại thần trong triều, Tư Mã Chiêu nhanh chóng thăng tiến trên quan trường. Ông từng đảm nhận nhiều chức vụ, trấn thủ thành Lạc Dương và trở thành tân thành hương hầu đấy, quý vị. Trong suốt một giai đoạn binh biến, Tư Mã Chiêu cùng anh là Tư Mã Sư khuynh đảo triều đình, lật đổ vua Ngụy Tào Phương và dựng nên vị vua Bù Nhìn Tào Mao. Dẹp xong phản loạn khi anh trai qua đời, Tư Mã Chiêu đưa Tào Mao trở lại Lạc Dương. Ông ép Tào Mao phong mình làm Tấn Công, lấy 6 quận thuộc Tinh Châu và 2 quận thuộc Tư Châu lập nên nhà Tấn ngay trong nhà Ngụy, giống như cách mà Ngụy Vương Tào Tháo đã làm khi lật đổ nhà Hán. Trước sự chèn ép của Tư Mã Chiêu, Tào Mao không chịu, bèn tập hợp binh sĩ đánh vào phủ Tư Mã Chiêu. Kế hoạch bại lộ khiến Tào Mao bị giết, Tư Mã Chiêu lập con Yên Vương Tào Vũ là Tào Hoán lên ngôi, gọi là Ngụy Nguyên Đế. Năm 263, Tư Mã Chiêu không đích thân dẫn quân, chỉ sai 2 tướng Đặng Ngải và Trung Hội cũng lấy được đất Thục dễ như trở bàn tay, khiến con trai cả Gia Cát Lượng là Gia Cát Chiêm và cháu trai là Gia Cát Thượng tử trận đấy, quý vị. Điều này đã thể hiện sự vượt trội của hậu duệ nhà Tư Mã Ý so với hậu duệ nhà Gia Cát Lượng. Năm 264, sau khi diệt xong nhà Thục, cảm thấy thế lực của mình trong triều đủ lớn mạnh,
Tư Mã Chiêu ép Tào Hoán phong mình làm Tấn Vương, mở rộng lãnh thổ nhà Tấn, truy tôn cha Tư Mã Ý làm Tuyên Vương, anh Tư Mã Sư làm Cảnh Vương, chọn Tư Mã Viêm làm Vương Thế Tử. Năm 265, Tư Mã Chiêu qua đời, Tấn Vương Tư Mã Viêm phế truất Tào Hoán để chính thức lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Tấn gọi là Tấn Vũ Đế, truy tôn ông nội Tư Mã Ý là Tấn Cao Tổ, tức là hoàng đế khai quốc nhà Tấn, truy tôn cha Tư Mã Chiêu là Tấn Văn Đế với miếu hiệu là Thái Tổ. Quý vị có thấy rằng chúng ta không thể phủ nhận công lao của Tư Mã Ý trong việc xây dựng nền tảng để con cháu sau này thống nhất thiên hạ, lập nên nhà Tây Tấn hay không? Thế nhưng, dù có giành được thiên hạ về cho con cháu, nhưng đến cuối cùng, nhà Tây Tấn cũng chỉ tồn tại được vỏn vẹn có 4 đời. Quý vị đang nghĩ rằng đó là do hậu duệ kém cỏi ư? Thật bất ngờ, chính Tư Mã Ý mới là thủ phạm khiến vương triều của chính mình diệt vong đấy, quý vị ạ. Để biết đầu đuôi câu chuyện thế nào thì hãy cùng tiếp tục theo dõi trong phần sau của video, quý vị nhé. Năm xưa, sau chính biến Cao Bình Lăng, Tư Mã Ý đã chính thức trở thành đại thần nắm trọng quyền nhà Tào Ngụy, đặt nền móng cho con đường thao túng quyền lực và xoán ngôi đoạt vị của gia tộc Tư Mã Ý đấy, quý vị ạ. Tới năm 266, sau khi ép Tào Hoán thoái vị, Tư Mã Viêm chính thức thành lập nên nhà Tấn. Sử cũ thường gọi giai đoạn này là Tây Tấn để phân biệt với Đông Tấn sau này. Tuy nhiên, nếu quý vị để ý sẽ thấy rằng điều đáng nói nằm ở chỗ vương triều Tây Tấn do gia tộc Tư Mã sáng lập chỉ tồn tại được một thời gian ngắn ngủi, kéo dài từ năm 265 cho tới năm 316. Lý giải về lý do khiến cơ nghiệp của con cháu Tư Mã Ý chỉ trụ được vẻn vẹn hơn nửa thế kỷ như vậy, các chuyên gia lịch sử đã chỉ ra 3 nguyên nhân chủ quan dưới đây. Nguyên nhân thứ nhất, mầm họa Tư Mã Ý lưu lại từ khi chiếm quyền. Thông qua không ít âm mưu chính trị, gia tộc Tư Mã cuối cùng đã chính thức xoán ngụy lập Tấn sau 3 thế hệ cha truyền con nối thao túng quyền lực. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, phương pháp đoạt quyền này đã hao tốn một khoảng thời gian tương đối dài, cách thức và bản chất cũng bất đồng nếu so với các cuộc nổi dậy xoán ngôi đoạt vị khác trong lịch sử đấy, quý vị ạ. Bởi vậy mà vương triều Tây Tấn sau khi thành lập vẫn còn lưu lại không ít các danh gia vọng tộc cũng như các quý tộc cũ tồn tại từ tiền triều. Phương thức chiếm quyền do Tư Mã Ý mở đường cho con cháu thực chất đã lưu lại một mầm họa hết sức nguy hiểm, đó là khiến cho các gia tộc quyền thế vào thời điểm bấy giờ nghĩ rằng bản thân đều có cơ hội ngồi lên ngai vàng như họ thôi, quý vị ơi. Các chuyên gia cũng nhận định nhà Tư Mã dù đoạt được hoàng quyền, thế nhưng uy vọng mà họ gây dựng vẫn chưa đủ lớn, chưa thể áp chế toàn bộ các thế lực tồn tại từ thời nhà Ngụy trước đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến Tây Tấn sau này chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Còn nguyên nhân thứ hai được cho rằng xuất phát từ vấn đề thừa kế tồn tại nhiều mâu thuẫn. Như quý vị đã biết thì Tư Mã Ý là nhân vật nòng cốt thuộc thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho cơ nghiệp vương quyền của gia tộc Tư Mã. Đây là sự thật mà không ai có thể phủ nhận. Thế hệ thứ hai của dòng họ này tiếp tục được củng cố bởi hai nhân vật không kém phần nổi danh, đó là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu, hai người con trai của Tư Mã Ý. Trong đó con trưởng Tư Mã Sư được đánh giá là người sở hữu tính cách trầm ổn, dũng cảm, mưu trí, vô cùng thích hợp với vị trí thừa kế hoàng tộc. Chỉ tiếc rằng Tư Mã Sư lúc sinh thời không có con trai nối dõi, vì vậy em trai Tư Mã Chiêu liền để người con trai thứ nhất của mình là Tư Mã Du làm con thừa tự cho huynh trưởng. Nào ngờ sau này Tư Mã Sư qua đời trong chiến đấu, Tư Mã Du cũng mới chỉ lên 7, lên 8. Một khi thừa kế đại nghiệp từ cha nuôi thì khó có thể đảm bảo sự vững chắc cho thế lực của gia tộc đấy, quý vị ạ. Trước tình thế ấy, Tư Mã Chiêu đã tiếp tục trở thành người kế thừa đại quyền. Dù vậy, ông vẫn một lòng nhường lại sự nghiệp cho Tư Mã Du sau khi mình qua đời với hàm ý trả lại thiên hạ cho con cháu của huynh trưởng. Thế nhưng con trưởng của Chiêu là Tư Mã Viêm lại cương quyết không để điều này xảy ra, vì vậy âm thầm kết đồng minh với một số đại thần ủng hộ mình. Từ đó thành công trở thành nhân vật nòng cốt nắm giữ quyền hành của thế hệ thứ 3 thuộc gia tộc Tư Mã. Sau đó Tư Mã Viêm nhanh chóng xoán ngôi xưng đế, thành lập nhà Tấn. Sử cũ gọi là Tấn Võ Đế, chính thức hoàn thành giấc mộng đế nghiệp mà cha ông để lại. Ngay sau khi khai quốc, Tư Mã Viêm từng khuyến khích phân phong tước vương cho các thành viên trong gia tộc để điều họ trú đóng các nơi nhằm áp chế các danh gia vọng tộc từ tiền triều. Trong số đó, Tư Mã Du được phong làm Tề Vương, lập được không ít công lao, rất có danh vọng trong triều đình
Vì vậy, sau khi hoàng đế dần lớn tuổi, các đại thần đa phần đều đề nghị chọn Tư Mã Du làm người kế vị nhưng không thành. Du cũng vì vậy mà u uất, sinh bệnh rồi qua đời. Từ những dẫn chứng trên đây, không khó để nhận thấy vấn đề về quyền thừa kế đã trở thành ngòi nổ mâu thuẫn trong nội bộ nhà Tấn ngay từ khi còn chưa chính thức thành lập Vương Triều. Và nguyên nhân cuối cùng lại chính là bởi hậu quả khôn lường từ loạn Bát Vương. Quý vị có biết không, sau khi xưng đế, Tư Mã Viêm phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Con trưởng của ông là Tư Mã Trung vì chậm phát triển trí tuệ nên bị rất nhiều triều thần phản đối việc nối ngôi. Trong khi đó, triều thần có rất nhiều người ủng hộ lập em trai nhà vua là Tư Mã Du làm thái tử. Do muốn truyền lại hoàng quyền cho con cháu mình, Tư Mã Viêm liền dùng một biện pháp để giải quyết, đó chính là liên kết với các gia tộc có thế lực để củng cố quyền lực. Hai gia tộc được hoàng đế để mắt là Giả Thị ở Bình Dương và Dương Thị ở Hoàng Nông. Sau đó, Tư Mã Viêm đã để người con trai thiểu năng của mình lấy con gái nhà họ Giả, tức Giả Nam Phong, còn bản thân thì nạp con gái nhà họ Dương vào hậu cung và xem như hoàng hậu đấy, quý vị ạ. Mặc dù sau này, con trai ông cũng đã thuận lợi nối ngôi, tuy nhiên kế sách của Tư Mã Viêm năm xưa đã để lại vô số hậu quả khôn lường. Sau khi ông qua đời, Hoàng Thái Hậu Dương Thị cùng Hoàng Hậu Giả Nam Phong đã phát sinh tranh đấu gay gắt. Mỗi người không chỉ dựa vào thế lực của gia tộc mà còn liên hiệp với các phiên vương trong dòng họ Tư Mã nhằm công kích lẫn nhau, từ đó mở ra giai đoạn tăm tối khét tiếng trong lịch sử Tây Tấn, loạn Bát Vương như quý vị đã từng biết đến. Năm xưa, trong trận nội chiến ấy, thế lực một số các phiên vương đã sử dụng một sách lược nguy hiểm, đó chính là liên minh với các thế lực của nhà Hồ, từ đó vô tình tạo cơ hội cho quân đội Hồ tộc đi sâu tham dự vào chiến tranh Trung Nguyên. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới thời kỳ Ngũ Hồ loạn Hoa sau đó. Loạn Bắc Vương thời Tây Tấn kéo dài 15 năm, chiến tranh liên miên đã khiến kinh tế của vương triều tụt hậu, dân chúng thương vong, mất mùa, ôn dịch hoành hành liên tục, các gia tộc tàn sát lẫn nhau, quân phiệt khắp nơi được đà tự lập. Cuối cùng, những mâu thuẫn nội bộ kéo theo các cuộc nội chiến và sự công kích từ một số thế lực bên ngoài đã khiến cho triều Tây Tấn ở Lạc Dương chính thức sụp đổ chỉ sau vẻn vẹn nửa thế kỷ tồn tại, quý vị ạ. Và đó là những lý do không thể nào chối cãi đã khiến cho vương triều Tây Tấn chỉ tồn tại vỏn vẹn qua 4 đời kế vị. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về những nguồn cơn này? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.